Tô Lâm xin chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là hai mẫu xe tay ga cùng phân khúc với nhau và cùng đến từ hãng Honda Việt Nam các bạn nha. Phía bên tay phải màn hình là mẫu xe Honda Vario phiên bản 125 được bán chính hãng tại Việt Nam chúng ta, phiên bản mới nhất năm 2024. Còn phía bên đây là mẫu xe Honda E-Blade cũng 125 phân khối, nhưng đây là phiên bản của năm 2023 các bạn nha. Cả hai phiên bản với màu sắc đen nhám rất đẹp luôn, và thông qua video ngày hôm nay mình sẽ dành đôi chút về mẫu xe để các bạn có thể tham khảo. Cơ bản thiết kế của mẫu xe Honda E-Blade và mẫu xe Honda Vario thì mình đã chia sẻ ở khá nhiều các video rồi. Di chuyển toàn bộ phần đèn xi nhan, đèn pha, đèn cốt xuống phần phía dưới của xe, kể cả mẫu xe Honda Vario phiên bản 125 các bạn đang theo dõi. Những cái tạo hình mới của phiên bản năm 2024 ấy, nó sẽ đẹp hơn, phong cách hơn so với những phiên bản trước đây được nhập khẩu ở Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Với những tạo hình chữ M ở phần ốp mặt nạ phía trước cũng như phần mão đầu đèn của xe. Giải đờ mi được làm to bảng các bạn nha, đẹp hơn, phong cách hơn. Thiết kế của mẫu xe Honda Vario thì thể thao, còn thiết kế của mẫu xe Honda E-Blade thì nó sẽ trung tính hơn, phù hợp với nhiều lứa tuổi sử dụng hơn. Cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa trước sử dụng ngàm phanh bột bê tông và trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS. Đĩa phanh của mẫu xe Honda Vario được làm cách điệu bằng những đường uốn lượn, tạo cảm giác nhìn nó thể thao hơn đôi chút. Vị trí sàn để chân trên mẫu xe Honda Vario ấy, nó sẽ được làm rộng rãi hơn so với mẫu xe Honda E-Blade các bạn nha. Khoảng sáng gầm xe của mẫu xe Honda Vario trong thời điểm hiện tại là 131mm, còn khoảng sáng gầm xe của mẫu xe Honda E-Blade sẽ là 141mm. Đi kèm với đó là chiều cao yên xe của mẫu xe Honda Vario là 769mm, còn mẫu xe Honda E-Blade thì sẽ là 775mm. Cơ bản nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với mẫu xe Honda Vario các bạn nha. Kể cả hiện tại trang bị khối động cơ cho dòng xe Honda E-Blade cũng là khối động cơ mới ESP+. Với khối động cơ này sản sinh ra công suất mô men xoắn cũng lớn hơn so với mẫu xe Honda Vario trong thời điểm hiện tại. Hiện tại Honda Vario trang bị khối động cơ 4 kỳ, một xi lanh làm mát bằng chất lỏng. Sản sinh ra công suất là 8,19 kW tại bằng tua máy 8.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại. Hiện tại là 10,79 Nm tại 5.000 vòng trên phút. Vị trí mặt đồng hồ của xe thì cả hai mẫu xe đều được trang bị màn hình Full LCD hoàn toàn. Các nút chức năng phím bấm trên xe trang bị gần như tương đồng với nhau. Các bạn có thể theo dõi luôn. Và cả hai mẫu xe đều được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Và có hốc để đồ phía trước trên phiên bản Vario. Và cổng sạc phía bên trong hốc để đồ phía trước của xe. Nội dung này là cái tính tiện ích hơn một chút so với dòng xe Honda E-Blade các bạn nha. Hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key đây, các bạn có thể theo dõi luôn trên màn hình. Và có thêm một cái hốc nhỏ ở phần phía bên chìa khóa thông minh, móc treo đồ ở phần phía trước của xe, các bạn có thể theo dõi. Nội dung này thì tính tiện ích của mẫu xe Honda Vario có thể nó sẽ ok hơn ở phần đầu trước xe. Đây là trên mẫu xe Honda E-Blade, màn hình cũng Full LCD, các nút chức năng phím bấm trên xe cũng tương tự thôi. Trang bị chìa khóa thông minh Smart Key và sẽ không có hốc qua cái cốp để sổ đồ nhỏ phía trước của xe các bạn nha. Các bạn có thể theo dõi luôn. Và hiện tại thì bình xăng di chuyển ra phía trước của xe trên mẫu xe này, nên nó sẽ có vị trí ngăn cách giữa phần để chân. Nên với những bạn nào là nam giới này, hoặc là các bạn nữ được đi mà các bạn mặc quần dài các thứ thì hoàn toàn ok. Tuy nhiên thì mặc váy thì hơi bất tiện một chút với mẫu xe Honda E-Blade. Mình sẽ soi phần cốp xe. Tính tiện ích của mẫu xe Honda E-Blade nổi trội hơn cả ở phần cốp xe, với chiếc cốp rất là rộng luôn, cùng với hệ thống đèn soi cốp và hệ thống sạc thiết bị thông minh 2.1A tiện dụng phía bên trong cốp xe. Các bạn có thể theo dõi luôn cho mình ở đây. Cốp rất rộng các bạn nha. Đủ để các bạn có thể để được rất nhiều các vật dụng cá nhân khác nhau trong phần cốp xe của mẫu xe Honda E-Blade. Còn mẫu xe Honda Vario thì bình xăng vẫn để dưới yên xe, nên cốp của nó chỉ đủ dùng thôi. Vẫn có thể để được một chiếc mũ full face cả đầu. Tuy nhiên thì khi để chiếc mũ vào rồi thì không để được bất cứ vật dụng gì khác nữa. Đây mình có thể đưa ra nhấn mạnh để các bạn có thể tham khảo như vậy. Hệ thống đèn xi nhan của mẫu xe Honda Vario được làm tách rời sang hai bên. Đều sử dụng bóng LED 100% cho mẫu xe Honda Vario này các bạn nha. Hệ thống đèn xi nhan thì tương tự giống với mẫu xe Honda Civic rồi, các bạn có thể theo dõi. Giảm sóc phía sau là giảm sóc đơn trên mẫu xe Honda Vario. Rất cụ thể từng góc độ một để các bạn có thể nhìn ngắm một cách chi tiết với mẫu xe Honda Vario phiên bản 125. Còn với mẫu xe Honda E-Blade,
sử dụng đèn xi nhan tích hợp với phần đèn hậu của xe. Tuy nhiên thì bóng đèn xi nhan ấy vẫn sử dụng bóng halogen thôi. Còn hệ thống đèn pha cốt, đèn hậu sử dụng bóng LED các bạn nha. Và giảm xóc phía sau là giảm xóc đôi, các bạn có thể theo dõi trên màn hình luôn, đem lại cái cảm giác nhìn nó cân bằng hơn, ok hơn. Giá bán hiện tại của cả hai mẫu xe thì gần như tương đồng với nhau, không khác biệt nhau quá nhiều. Và một điều các bạn cần quan tâm nữa ấy, chính là mức teo nhiên liệu trên cả hai mẫu xe. Hiện tại Honda e-Blade đang ăn xăng ở mức là 2,26 lít trên 100 km. Vì khối động cơ của nó mạnh mẽ hơn rồi nên ăn xăng của nó cũng sẽ nhỉnh hơn một chút các bạn nha. Còn với dòng xe Honda Vario thì sẽ ăn xăng ở mức là 2,16 lít trên 100 km. Để các bạn có thể theo dõi cụ thể như vậy, từng góc độ một. Với mẫu xe Honda e-Blade nó sẽ trang bị mâm đúc 5 chấu. Còn mẫu xe Honda Vario là mâm đúc cũng 5 chấu, như là 5 chấu kép, các bạn có thể lưu ý. Hiện tại thì các bạn có thể theo dõi luôn về mức giá bán của cả hai mẫu xe này đến từ xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể 119 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu như sau. Với mức giá bán của dòng xe Honda e-Blade trong thời điểm này hiện tại là 40.200.000 đồng cho phiên bản tiêu chuẩn với hai màu sắc xanh dương đậm và màu đỏ đô. Còn phiên bản đen nhám các bạn đang theo dõi có mức giá bán vào khoảng tầm 43 triệu các bạn nha. Trong khi đó, mẫu xe Honda Vario phiên bản 125 ở đây có mức giá bán ngang bằng giá bán đề xuất của hãng, dao động trong khoảng tầm từ 40 đến 41 triệu 200 nghìn đồng. Các bạn có thể lưu tâm lưu ý cho mình như vậy thông qua video ngày hôm nay. 40 triệu sẽ là cho cái phiên bản các bạn đang theo dõi trên màn hình màu đen nhám, còn 41 triệu 200 là phiên bản màu xanh đen. Chỉ có duy nhất hai màu sắc thôi. Hiện tại cả hai mẫu xe này đang có rất ít màu sắc. Mẫu xe Honda e-Blade nó sẽ trang bị cho nó là 3 màu sắc, gồm hai màu sắc của bản tiêu chuẩn và một màu sắc đặc biệt như các bạn đang theo dõi trên màn hình. Còn mẫu xe Honda Vario ấy nó sẽ trang bị phiên bản đặc biệt với màu đen nhám như các bạn đang theo dõi. Ngoài ra có thêm phiên bản thể thao màu xanh đen nữa, cũng là một màu sắc xanh nhám các bạn nha. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ trực tiếp để bạn cùng tham khảo thông qua video này. Trọng lượng hiện tại của cả hai mẫu xe gần như tương đồng với nhau là 113 kg. Mình sẽ đưa ra một chút lời khuyên để các bạn có thể tham khảo như sau. Với những bạn trẻ độ tuổi đâu đó vào khoảng tầm từ 30 tuổi trở xuống, thích cho mình một thiết kế cá tính, đẹp, phong cách, đặc biệt là cả nam và nữ đều có thể điều khiển được, thì các bạn nên lựa chọn cho mình dòng xe Honda Vario phiên bản 125 ở đây các bạn nha. Trang bị gần như cũng đầy đủ rồi, ngoại trừ khối động cơ thì có thấp hơn một chút so với phiên bản Honda e-Blade mà thôi. Tuy nhiên không đáng kể đâu, bởi vẫn là 125 phân khối, tuy nhiên bên kia được nâng cấp lên là SV cộng mà thôi. Vị trí sàn để chân rộng rãi thoải mái, thiết kế đẹp thể thao phong cách, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng cực kỳ ok, chỉ 2,16 lít trên 100 km mà thôi, đem đến cho các bạn những trải nghiệm cực kỳ thích thú. Còn với những bạn nào ấy thích dòng xe Honda e-Blade đây, với những bạn là người của gia đình rồi, vợ chồng con cái hoặc trên 30 tuổi cũng được, các bạn lựa chọn mẫu xe này cũng hoàn toàn ok, về ai cũng có thể đi được các bạn nha. Khối động cơ thì mạnh mẽ, tính tiện dụng của nó ở đây là chiếc cốp rất rộng và rộng hơn rất nhiều so với dòng xe Honda Vario trong thời điểm hiện tại. Đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ các bạn cùng tham khảo thông qua video ngày hôm nay. Với mỗi mẫu xe, nó sẽ đều có cho mình những đối tượng khách hàng khác nhau, sự lựa chọn khác nhau. Nên tùy theo yêu cầu sử dụng của từng người thì các bạn có thể đưa ra quyết định lựa chọn cho mình sao cho sáng suốt nhất trong thời điểm hiện tại các bạn nha. Giá bán thì ngang bằng, trang bị cũng gần như ngang bằng, động cơ cũng ngang bằng, gần như mọi thứ đều tương đồng với nhau trên cả hai mẫu xe này. Đó là toàn bộ nội dung thông qua video ngày hôm nay mình đã chia sẻ nhanh để bạn cùng tham khảo với hai mẫu xe đến từ nhà Honda cùng phân khúc 125 phân khối là dòng xe Honda e-Blade và dòng xe Honda Vario để các bạn cùng tham khảo một cách chi tiết. Rồi, các video này của mình, nếu hai bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.